Còn nếu bây giờ mà cái chức năng mình, cái chức năng gan nó yếu đó, thì tôi nghĩ mình nên đi tới cái tiệm thuốc Tây đó, mình mua thuốc tàu hay là cái thuốc Tây gì đó để mình uống trợ chức năng gan thì nó tốt hơn cái là mình uống cái thuốc nam. Cái thuốc nam thì nói gì, cái thuốc nam thì nó có cái nó có nhiều cái thánh dược để mà hỗ trợ cho mình giải nhiệt gan rất là tốt, nhưng mà để cho mình bồi dưỡng cái chức năng gan thì nó chưa bằng cái bên Tây y. Cái Tây y người ta xài cái thánh dược cao hơn. Cho mình nói ví dụ cũng như nói là giống như thuốc nam với thuốc bắc vậy đi, rồi nói rồi vậy đi, không nói gì, ví dụ vậy đó. Đó thành ra mình thấy thì mình nên đi Tây y để nó có một cái thánh dược, cái thuốc thánh dược nó hỗ trợ cho mình tốt hơn. Còn nếu mà ở cái thuốc nam thì nó mát thì mình nên xài ở phòng đông y để nó giải nhiệt gan mình nó tốt hơn, vì không nhất thiết mình phải xài cái loại cao cấp đó. Để hao tốn tiền phải không, phải không? Nói vậy thôi chứ không nói gì, nhưng mà nó giải giải nhiệt thì cái loại cao cấp đó nó bổ dưỡng thì nó tốt, chứ còn cái giải nhiệt thôi nó chưa bằng, nó chưa bằng. Dạ con thưa chú hai, hôm nay anh em con thì cũng đến đây tại vì cũng mấy clip trước á, tụi con cũng đến đây cũng nhờ chú chia sẻ cũng nhiều, nhưng mà con không biết ngày xưa chú làm thầy thuốc như thế nào đó, cậu chú có thể chia sẻ cho tụi con biết được không? Thì nói tới thầy thuốc, lúc mà tôi theo thầy tôi thì tôi học nghề thuốc, thì vừa học tu rồi vừa học nghề thuốc, cho tới năm 27 tuổi thì tôi xuất sư, tính là cũng thời gian chạy tới chạy lui cũng cả 10 năm. Thì mình nói cái thời xưa đó thì nó ít có những cái bệnh trầm trọng. Có một cái khúc sau này thì tôi mở cái phòng thuốc ở Cà Mau, ở Khánh Hội, U Minh. Thì có nhiều cái bệnh mình thấy không biết ai đồn. Người ta đồn vậy nè, người ta nói cái ông thầy đó, người ta kêu tôi bằng thầy chùa không à. Thì lúc đó là tôi cũng cạo tóc rồi tôi mặc cái áo bà ba này nọ nọ kia vậy đó, rồi người ta tưởng là mình thầy chùa. Thì nói thật ra thì hồi xưa thì tôi cũng có thích bên đạo Phật, thì tôi hay mặc đồ vậy, mà cũng có xuất gia nó nọ ngay vậy. Thì lúc này người ta đồn, người ta nói ông thầy đó ông chữa bệnh gì cũng hết. Thì có một cái đợt đó có cái chú đó, chú bị cái khối u bàng quang, chú ở đâu thuốc ở ngoài định quán ở đâu, chú vô chú đâu đi ngoài chú mần về, thì khối u đó nó bự bằng cái miệng ly, mình đi thì siêu âm 11 phân. Nghe đồn vậy cái vợ dẫn vô rồi cái rồi cổ nói để cổ về rồi cổ sắp xếp cổ vô cổ nuôi, rồi cái cổ về cổ mất tiêu rồi, xong rồi ở đó mình lãnh nuôi luôn, rồi cứ mỗi tháng vậy đó thì trị bệnh cho chú đó. Thì trong cái thời điểm mà trị bệnh đó thì bây giờ mà tôi tra hết sách mình thấy đó giờ mình đâu có trị mà cái bệnh mà khối u vậy đồn thôi, bây giờ lỡ bỏ rồi bây giờ biết sao nói kệ thôi ôm tiền. Tối tôi mới rỗi rảnh rồi mình mới ngồi lục sách để coi coi cái thuốc nào để nó trị cái này, rồi cuối cùng có tôi nghiên cứu qua cái loại thuốc bó. Thì bây giờ mình thấy uống mà tôi cứ suy nghĩ vậy nè, ví dụ như mình uống thuốc thì vô tới cái bao tử mình kêu cái dạ dày, thì cái công thức nó đưa tới cái khối u đó, là tôi nghĩ chắc nó tới chừng được 50%. Thì bây giờ tôi nghiên nghiên cứu nữa là tôi làm cái bài thuốc bó, tôi bó ngay cái khối u ngoài đất vậy,
Thì tôi nghĩ cái thuốc nó rút ngay chỗ đó là chắc nó được, nghĩa là 90%. Nó không có vô bao tử nữa rồi, nó lọc, nó mất phần nữa còn nữa. Tôi suy nghĩ vậy. Bắt đầu tôi nghiên cứu để bó thuốc. Đó, mình bó thuốc. Thì lúc này tôi cũng nổi tiếng về bó thuốc trị khối u. Thì khối u đó, người ta là bú cổ rồi này nọ nọ kia, rồi gai đĩa đệm cột sống rồi đó, người ta cũng đem vô. Thì nghe nó tôi bó, bó thuốc hay đó, bó trị bớt rồi bệnh này nọ nọ kia, đồn dữ dội. Rồi vô cái là tôi, bây giờ hết khối u qua tới cái vụ gai, gai cột sống, rồi gai sống cổ. Thì cái gai này mình coi trong cái hồ sơ bệnh án thì có nhiều người hỏi tôi sao gai đĩa đệm. Thì tôi mới nói cái này là giống như cái cục cục dư. Thì bây giờ mình cũng phải, mình nói với những người bệnh, ví dụ như chú hay cô lỡ mắc cái bệnh này, uống thuốc nó chỉ giảm đau và nó chặn cái gai khối u, nó chặn cái gai cái đĩa đệm lại thôi, chứ nó không có hết. Thì mấy người cái hỏi tại sao mà nó không hết. Thì tôi nói ví dụ như bây giờ cái đĩa đệm hay hoặc cái gai là do cái cục thịt dư mình nó tạo ra. Mà nếu bây giờ mình uống cái loại thuốc mà để mình cho nó tẩy làm sao cho cái gai này hay cái đĩa đệm này nó mòn đi, thì cái bao tử mình là chắc nó banh trước rồi. Bị thuốc nó vô cái bao tử rồi nó mới chạy qua cái bệnh kia. Đó, nó mới chạy qua cột sống mình, nó qua mới lọc mới hết bệnh. Nên tôi nói bây giờ cái bệnh này nó chưa hết thì không chừng cái bao tử mình nó lủng luôn đó. Thì mấy người ở bệnh rồi họ mới nghe tôi nói thì cũng có lý, rồi cái hỏi tôi thì sao. Thì tôi nói bây giờ thuốc thì chỉ uống cho nó đừng có đau, chứ đừng có cho cái đĩa đệm nó phát triển. Thì bây giờ phải tìm cách để bó nữa. Đó là tôi mới lục ra trong các cái thuốc sách ra này nọ kia, tối tôi rảnh tôi tìm mấy cái lỗ nào mà nó trị để bó, tôi bó. Thì nói nào cũng ngay, cũng có, mình nói thì tổ cũng đãi, có một số người thì nói nào cũng ngay, cũng hơn. Thì nhưng mà rồi họ đồn dữ lắm nè, họ đồn họ nói tôi trị bệnh gì cũng được. Cái có nhiều cái bệnh là tự nhiên ung thư. Có cái cô này đâu không biết, có thấy bình thấy u gì đó, rồi chở bằng cái vỏ vô mà giác giật giật tối rồi. Chỗ bị ung thư phổi. Khối u ung thư phổi. Dở vô rồi cái tôi hỏi là bệnh gì, rồi cổ nói vậy tôi nói trời ơi, cái khối u này làm sao mà trị nổi, cái u phổi này nó tới giai đoạn ung thư. Thì không có trị được đâu. Mình dở ra coi là nó sanh chằng rồi. Thì tôi mới cắt nghĩa cho nghe, ung thư nó có 3 cái giai đoạn ung thư. Ví dụ như mình coi trong cái hồ sơ, khi mà bác sĩ giám định là mình có triệu chứng ung thư thì mình có thể nghiên cứu thuốc để ráng trị, đặng cho nó không có phát triển ung thư, hay vậy là mình cầu may. Còn ví dụ khi mà mình đã có triệu chứng ung thư thì cái này trị nó lại còn căng rồi bây giờ lại thêm không phải là triệu chứng ung thư mà là ung thư thời kỳ cuối. Đó, thành ra ung thư thời kỳ cuối là chú biết sao, lỡ trong đó nó có cái mục gì đó là giống như cái mục nhọt của mình nó sắp bể rồi. Thành ra bác sĩ mới để mình là triệu chứng ung thư thời kỳ cuối, mãn tính. Đó là mình thấy cái đó là chỉ còn chờ bể. Thì cắt nghĩa cho cái người bệnh nhân đó họ nghe. Thì nói vậy thôi, chứ còn tối đêm đó lỡ là tới là tôi cũng làm bài thuốc tôi bó đó, thì đêm đó cái cô bệnh nó cũng ngủ được, mừng lắm. Sáng rồi người thân ai cũng năn nỉ tôi trị, rồi tôi mới nói không có trị được, mà đừng có giận. Nó đã tới cái giai đoạn đó rồi thì nếu ở đây mà quý vị ở đây thì cũng sẽ bể, dù thuốc cỡ nào cũng phải bể. Bị nó, cái mục nhọt mình nó tới cái thời kỳ mở miệng rồi thì sớm hay muộn thôi. Nếu bây giờ mình đắp thuốc hay mình làm thuốc thì nó kéo dài một tuần, hai tuần. Còn nếu mình không thì nó có thể 5-3 bữa nó bể miệng. Thì sớm muộn gì cũng phải bể, nhưng mà bể cái chỗ bể miệng rồi lỡ thì chết một cái rồi ai chịu trách nhiệm. Thành ra mà tôi cũng nói thiệt là ví dụ giờ mở phòng thuốc ra là mình để trị bệnh cho nhiều người, chứ đâu phải vì một người ung thư rồi mình nhắm mình trị được. Cứu bệnh mà thì mình cứu, chứ đâu có để nở chết gì.
nhưng mà mình thấy không thể trị được, giống như bác sĩ vậy. Chú thấy khi tới cái bệnh viện rồi người ta không còn khả năng trị thì người ta sẽ chuyển viện đi. Thấy không? Rồi bây giờ lên tới bệnh viện lớn rồi thì có khi người ta biểu mình trở về đi. Người ta cũng chạy rồi. Thì mình cũng phải trở về để chấp nhận số phận. Đó đâu phải thầy mà nói mà thầy giỏi mà trị được ung thư, không có đâu. Tôi không có tin cái chuyện đó. À, thành ra là tôi người ta đồn dữ lắm, nhưng mà mình mới công nhận là không có trị được. Nhưng mà phải nói cái ung thư nó có ba giai đoạn nãy mình nói, để thứ nhất mình nói đây để cảnh tỉnh người bệnh luôn, họ nghe họ hiểu. Khi mình đi giám định bác sĩ mà bác sĩ nói rằng anh hay chị gì đó là có triệu chứng ung thư, thì cái này mình có thể còn tìm thuốc để mình trị được. Cái đó là nó mới phát triển. Đó, mình mới phát triển là có thể triệu chứng ung thư, nếu mình không có điều trị kịp thời thì sẽ qua bệnh ung thư. Thấy chưa? Rồi qua bệnh ung thư rồi, nếu mà bây giờ mình trị mà không ngon nữa là nó sẽ qua tới ung thư thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, mãn tính rồi là tiêu rồi, tiêu. Đó là giống như nhọt nãy tôi nói sắp bể. Được, có nhiều ông thầy bây giờ không biết là ông bằng từ thiện hay là ông cố tình mà ông để muốn nổi tiếng, mình cũng hiểu. Ông cũng nói ung thư trị được, ung thư trị được, rồi tội nghiệp là tội nghiệp cái gì nè. Có nhiều người đó người ta bệnh như tôi nói hồi nãy, đồn đó đồn bậy đó, rồi cái là từ đó đi bao vỏ xuống chở chứ biết không, người ta tốn xăng dầu sở phí rồi này nọ nọ đủ thứ chuyện, nhưng mà tới đó rồi đâu có trị được, vừa thất vọng. Bởi khi người ta đi người ta nghĩ trị được, khi tới rồi không trị được rồi trở về, chú biết cái sở phí người ta hao tốn bao nhiêu. Mà bây giờ người ta nằm chờ thời, tự nhiên người ta nghe cái tin thì người ta thích rồi, người ta mừng rồi, nhưng mà xuống cuối cùng không trị được. Thấy không? Để xuống là thành ra về là chú thấy cái chuyện đó tội nghiệp cho cái người bệnh, để người ta đang khổ sở. Thấy không? Người ta đang cầu sự sống từng ngày từng giờ, tự nhiên người ta nghe rồi bây giờ đi xuống trị không được, tôi thấy về thất vọng biết bao nhiêu. Giống như chỉ được, biết thì chỉ. Ờ đó, thành ra mình nhắm mà trị được thì mình hả quảng cáo. Còn nhắm không thì phải nói từ giai đoạn. Cũng như tôi nói vậy, cũng như đánh thức tỉnh những người mang chứng bệnh ung thư. Ung thư nó có 3 giai đoạn ung thư. Thì bác sĩ giám định mình phải hỏi kỹ là tôi ở giai đoạn ung thư thời kỳ thứ nào. Thì bác sĩ nói chị ung thư thời kỳ thứ nhất. Hay có người người ta nói chuẩn bị nó có triệu chứng ung thư, người ta nói có triệu chứng thứ thôi à, chứ chưa phải là bệnh ung thư. Rồi ung thư thời kỳ thứ nhất, thời kỳ thứ nhì và thời kỳ thứ ba. Thì như vậy nó có 3 cái thời kỳ. Mà sau khi mình coi cái hồ sơ kỹ rồi thì lúc đó mình đã quyết định. Thấy không? Nếu mà bây giờ mình lỡ rồi có cái bị mà mới có triệu chứng thì mình nên đi trị được. Cái ông này trị được phải kiếm khác thì đó là con má. À, thuốc này không hợp gì với thuốc khác. Nhưng mà nó đã tới cái thứ ba rồi, rồi thôi rồi tôi nghĩ là ở nhà đi, rồi mình nó không phải bàn ra đúng không? Chú biết không, hồi đó tôi học sách rồi, không phải tôi như mấy người thầy đó, tối đó tôi mần một cái bệnh gì đó. Bất cứ bệnh gì mà tôi thấy nghĩa là nó ấy rồi. Trong vòng 2 ngày thôi là tới ngày thứ ba là tôi đã đổi thuốc rồi. Không bao giờ tôi xài tới cái ngày thứ ba. Tôi bó hay tôi uống cũng vậy. Ví dụ bây giờ bấy là tôi bó một ngày đầu đó, thì dở thuốc xong rồi ngày thứ hai là tôi thấy không ổn, rồi ngày thứ ba là tôi đổi thuốc. Chứ không bao giờ tôi để có một thứ đó mà tôi làm liên tục. Bởi mình thấy nó không có phiên giảm rồi. Thuốc nhiều loại thuốc nữa. Nghĩa là chú biết nữa là 4-5 trăm, 4-3 ngàn vị thuốc. Thì giám định bác sĩ bây giờ người ta cho mình xài nó cũng trên 1 ngàn vị để cho mình xài, người ta có giám định. Thì không vị này mình được thì mình xài vị khác. Nhất thiết đâu phải nhất thiết là có 1 vị, 2 vị đâu. Rồi bây giờ mình thấy nhiều cái trên mạng rồi, mình thấy nhiều cái chuyện cũng hơi ấy. Nhiều ông rồi nói có 1-2 vị thuốc vậy cũng có thể trị được bệnh ung thư. Mà thực tế thì bây giờ bác sĩ người ta thấy ung thư người ta sợ. Có nhiều người ta vô quá chất rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là những người đó họ cầu may. Bởi vì họ biết rằng bác sĩ bây giờ không còn phương pháp để trị nữa. Thì bây giờ nghe cái ông thầy này có 1-2 vị thuốc rồi trị ung thư thì con mình cứ đi cầu may. Tôi nghĩ là đi cầu may thôi, hên xui. Thì như vậy thì mình thấy hên thì có khi nó trúng thì nó cũng hết. Cũng như có nhiều cái chuyện mà mình thấy có một lúc sau này có cái chú, có chú làm từ thiện tôi thấy cũng tốt. Cái cho người ta uống cái bạc hà
cái củ bạc hà, cái đu đủ, Hà Núi đó. Mình phải công nhận là tôi phải công nhận chứ không phải là mình không nói, mình nói chuyện không đúng thì cũng có nhiều người hết, có người hết chứ không phải là không có. Thậm chí thì là có một cái cô này cô ở ở ngoài Long Hải này, là cô mới vô cô chơi ở, hai chồng vô nhà tôi ở chơi là mới về sáng là cái cô này cổ bị cái khối u ở trên ngực, nhưng mà cổ uống rồi thì bây giờ cái khối u đó nó giống như hồi đó nó bằng ngón tay cái vậy thôi, bây giờ nó nhỏ nó bằng bằng ngón tay út lại. Thì cái chuyện này là mình thấy là bây giờ vô là tôi làm thầy thuốc là tôi cũng thừa nhận là cái chuyện này có thiệt, những cái nào mình thấy rồi nói rồi, mấy người kia tôi chưa thấy. Thì bây giờ nó đứng đó đó, à nó đứng đó, bây giờ nó không nhỏ nữa, nhưng mà cổ dễ thở hơn hồi lúc trước. Thì bây giờ tôi cũng, mình nói một câu, thì sau khi thì tôi vô thì tôi cũng có nói câu này. Trong khi mình uống cái củ bạc hà và cái đu đủ, củ bạc hà nó trị ung thư và đu đủ, thì mình nghe nghe cái ông thầy mà ông hết bệnh rồi ông cho đúng không, mình làm phước đúng không, thì tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà nếu mà mình bệnh mà thế tôi nghĩ mà chưa đến trầm trọng quá đó, thì mình nên uống thuốc để nên cẩn trọng lại. Bị tôi nghĩ rằng cái vị cho cái củ bạc hà này họ cũng chưa biết cái tính dược, bị cái củ bạc hà và cái đu đủ trong đó nó có một cái tính dược gì, gọi là nó có một chất dầu. Nếu mình dùng lâu ngày thì cái gan của chú nó sẽ bị hư chức năng gan, tôi cam đoan 100%. Bây giờ không tin đi hỏi bác sĩ bên ấy, người ta hỏi người ta sẽ nói, tư vấn cho mình hiểu. Nó sẽ bị hư về chức năng gan 100% nếu mình dùng lâu ngày đó. Thì bây giờ mình khuyến khích những người nào nên dùng và những người nào không nên dùng. Những người mới tượng khối u thì đừng nên dùng, mình có thể còn cách trị thì nên tìm cách thuốc khác để mình trị, đừng có nên uống bạc hà và cây đu đủ, lá đu đủ. Còn những người người ta đã bệnh ung thư mà bác sĩ đã chạy rồi thì tôi nên nghĩ là cũng nên dùng chi cầu mai. Bởi vì bây giờ bác sĩ nó chạy rồi đâu còn thuốc gì nữa đâu, thì bây giờ mình uống cái này là liều mạng, uống cầu mai. Thấy không, thì mình thấy là nhiều cái việc cầu mai mà nó được hết bệnh là nhiều cái việc nó hên lắm, chứ không phải là phòng thuốc tôi đó cũng vậy. Có nhiều cái cô đó là bệnh cũng ngặt nghèo rồi cái bác sĩ chạy rồi cái người ta chỉ thuốc này thuốc kia vậy mà uống vậy mà nó cũng hết được. Thì tôi nói cái vụ hư gan này nó ở đâu mà nó có, thì nói là mình nói tới cái lá đu đủ thôi, chứ hồi đó là tôi chưa có nói tới cái vấn đề mà bạc hà, cái thời đó nó chưa có phát triển. Thì cách nay khoảng chừng 8 năm về trước, có nhiều cái bệnh ở Trần Văn Thời đi vô, cũng dùng cái lá đu đủ người ta trị là cái bệnh ung thư hay là hoặc là bị gan ung thư gì đó, sơ gan. Thì mấy cái cô này cứ sắc phơ rồi đem nấu uống như giống như mình uống nước trà. Nhưng mà qua một thời gian rồi da cóc tự nhiên sậm xè, trở thành môi thâm, rồi da nó sậm hết trơn giống như người da Khmer vậy. Mà mình mẩy nó nổi như là nó nổi da cóc sần từ mặt cho tới, nghĩa là trừ hai cái chân thôi, dở cái bụng cái lưng lên, từ cái bụng lưng lên tới mặt luôn. Là nó sần sùi, nghĩa là giống như mình bị da cóc. Thì nó vô ta hỏi tôi thì tôi hỏi đi, chứ giờ mỗi ngày uống cái gì, nó uống cái lá đu đủ mình phơi khô để uống. Thì tôi nói cô uống cái này lâu ngày vậy là cô bị hư cái chức năng gan rồi. Hư, máy huyết cô hư. Thành ra nghĩa là cô mới bị như vậy. Thì cô chú biết không, mà một thời đó tôi trị mà để mà mấy tháng trời rồi mới sửa máy huyết họ lại, chúng nó xẹp mấy cái đó rồi da dẻ là nó khác lại, rồi bắt đầu tự nhiên với cái mục đó lặn rồi nó trở thành cái da bình thường, nó là cũng phải kéo dài cả 3-4 tháng trời. Chứ không phải chuyện đơn giản, mà chưa nói tới cái vụ trị gan nữa nè. Mới có sửa cái da máu rồi đó, mà mấy tháng. Thành ra tôi mới thấy rằng cái việc mà cái lá đu đủ nó nguy hiểm lắm chứ. Nguy hiểm. Nó có tác dụng phụ chứ, bị nó có chất tinh dầu. Nó làm uống lâu ngày nó sẽ cho mình bị hư cái chức năng gan. Hư cái chức năng gan. Cái đó là tôi nói gì trong ngày. Phải cho uống trị bệnh mà với cái liều độ nhẹ, ít, uống thấm từ từ chứ uống nhiều quá. Chú uống trong cái thuốc. Chú biết tại sao ông thầy thuốc ổng không có cho chú hốt một vị hai vị, mà trong cái thang thuốc chú đi hốt dạch ra có khi 5-7 vị, có khi có 7-8 vị. Bởi vì cái thuốc này nó cộng với thuốc kia,
giống như mình đi tiệm thuốc tây rồi mình mua cái mình nói mình cảm sổ mũi cái cô này cũng bán rồi chú cô là 4-5 cái thứ thuốc nó không có giống nhau, nó thành một cái liều thuốc. Thì bên đông y mình hút thuốc cũng y vậy, nó có này cái kia nó cộng để cho nó mất đi cái sự tính dược của cái chất tinh dầu, rồi nó lọc lại. Ví dụ như bây giờ chú hút cái lá đu đủ thì chú phải kèm thèm theo nữa, ví dụ như là mình kèm mình nói cái dây thuốc nam thôi, mình kèm theo ví dụ như là ngu tất giải độc gan, hay hoặc là cây wow là nghĩa là mình mát gan dựng gan, tôi nói ví dụ. Thì mình kèm theo cái đó mình uống thì cái chất tinh dầu này dù có đi nữa nó cũng đâu có làm bại gan mình được, vì mình đã có những cái loại thuốc này để trợ gan rồi giải độc gan nữa. Thành ra khi mình uống cái loại này vô nó kèm theo cái này nó kèm cái kia, rồi thành ra cuối cùng bây giờ chú uống bao nhiêu đi nữa bệnh thì bệnh, bây giờ nó hết không hết thì thôi, nó không có ảnh hưởng để mà mình phải bị hư cái chức năng gan. Đó là do cái vấn đề như vậy, thành ra người ta mới hốt thành một thang thuốc để cho chú vừa trị bệnh rồi vừa giải mà vừa trợ gan vừa bổ vừa để mà mình giải nhiệt gan, thấy không? Chứ không phải để cho uống một cái thứ vậy không là không được. Chú đâu hả, mình có thể mình nhận thấy mình nhìn thấy là cái người đó bệnh gan không chú? Biết chứ chú, bây giờ hồi xưa thì mình coi mạch, cái mạch mà cái người bệnh gan đó thì mình coi được nóng gan. Còn nhiều ông thầy bây giờ mình không biết mà ông học ở đâu, mà ông bắt mạch rồi mới ông còn coi được mình sơ gan khối u gan mà tay là chỗ đó. Nhưng mà thật ra thì tôi coi mạch thì tôi chỉ ví dụ mình tôi coi được cái người đó chức năng gan yếu và gan nóng, gan hàn là tôi coi được, nghĩa là hàn nhiệt là tôi coi được. Thì thận cũng vậy, thận mình hàn hay nhiệt là tôi coi được. Còn cái phổi tim thì cũng mình coi được, ví dụ là người đó tim nó có bệnh hay không, phổi mình có bệnh, cái hô hấp mình coi được. Nhưng mà nói về coi vấn đề ở trong cái bộ phận mình, mà nói là cái dạ dày có khối u hay là gan mình bị sơ hay là khối u rồi, cái chuyện đó là hồi đó giờ tôi chưa có học đó, mình có nào phải nói rằng. Thì thận cũng vậy, có nhiều người họ coi rồi họ biết mình bị sạn thận, rồi họ biết mình có khối u thận, rồi họ biết mình nhiều cái thận bệnh này nọ, là tôi thấy là không biết rồi họ học ở đâu ra cái đó. Thì thật ra thì trong mà học nghề tôi là tôi chưa có học cái đó rồi. Khi người ta bị bệnh gan đó thì có thường có hay có triệu chứng gì chú? Gan hả? Dạ gan. Thì gan đầu tiên thì mình nói cái bệnh gan đó thì mình nói mà mình đừng chưa đi khám đâu nha, triệu chứng ở nhà mình nói nông dân thôi, mà nói cái vụ nông dân là không có giao nói vụ dân minh được. Nông dân mình hồi xưa đó thì chưa có máy móc, thì coi như mình trước khi là mình biết mình bệnh gan này có triệu chứng gì nè. Thì đầu tiên trước nhất là chú ăn cơm là nó hơi bị khó tiêu, bị cái gan nó ảnh hưởng cái mật ảnh hưởng cái dạ dày là cái bao tử mình đó, nó hơi bị khó tiêu. Bởi vì cái gan mình ví dụ như bây giờ mình bị lạnh gan, cái gan mình nó thiếu chức năng là cái gan mình hàn, thì mình ăn cơm vô nó cũng khó tiêu. Mà cái gan mình nó nóng rồi, nhiệt lên rồi thì mình ăn cơm vô nó cũng khó tiêu. Là đầu tiên trước nhất là cái triệu chứng mình khó tiêu. Thấy không? Còn nói những người ta nói nghĩa là mình đi tiểu vàng là mình bệnh gan, thì cái chuyện đó nó hơi không đúng rồi. Có khi nó chưa đúng, nó chưa phải đúng vậy nữa. Có người những người ta nóng trong mình, tôi nói ví dụ như mấy ông mà uống rượu trà nhiều nóng trong mình đó, đâu phải là do gan, mỗi ổng này ổng trong mình là do cái huyết của chú nóng quá, chú cũng có thể đi tiểu vàng được. Phụ nữ cũng vậy, ví dụ như mình bị nóng huyết rồi mình cũng có dẫn đi tiểu vàng, mà cái gan thì nó ảnh hưởng tới cái bao tử. Khi bởi bắt đầu mình cảm thấy nghĩa là khi mà mình có cái triệu chứng nghĩa là ăn uống khó tiêu đó, hay hoặc là nó lối ở bên hông, cái gan nó có thể lối bên hông, nó hay lối bên hông, mình nói ví dụ nó nằm ở mé bên hông thì nó hay lối mình ở bên hông, mà cái gan nó nằm mé bên hông là nó nằm mé bên tay phải chú. Phải ha. Thì mình thấy vậy. Thì chú cho con nó hay bị lối vậy đó, rồi cái mình thở nhiều khi đang ngồi thì mình thở hơi lên cái nó cũng gan nữa, nó quất hơi. Chú cho cái lời khuyên á là khi cái người mà lỡ giống như là mình đã đoán được bệnh mới phát bệnh đó, mình nên là những cái như tìm cách nào để trị đó cho tốt nhất. Cái gan là đi Tây y không hay là đi là bây giờ tôi nghĩ hồi xưa đó thì mình đi hốt thuốc nam
Thì nếu mình mới bệnh sơ sơ đó thì mình nên đi tới phòng thuốc mình khám thì mình hốt. Nhưng mà bây giờ thì bác sĩ người ta văn minh hơn. Mình thấy trong người nó hơi khó chịu thì theo tôi cái lời khuyên mà, thì tôi nên động viên quý vị nên đi tới những cái phòng siêu âm, gọi là siêu âm 4 chiều, để coi trong cái cơ thể mình tim gan phèo hổi của mình bị nó cái gì. Đó, rồi coi dạ dày, thận, gan gì đó, rồi coi nó có bị cái gì không. Rồi khi mình muốn dùng thuốc đó thì tùy. Nếu mình thấy là bây giờ bác sĩ là coi là nói mình cái gan không có bị gì, siêu âm không có bị gì, mà mình bị hay vậy, thì bên đông y người ta coi người ta nói mình cái gan chức năng yếu gan hay là nóng gan, thì mình nên đi kiếm thuốc nam mình uống nó tốt hơn. Bởi vì khi mình uống thuốc nam nó hạ nhiệt rất là nhanh. À, nó hạ nhiệt rất nhanh. Còn nếu bây giờ mà cái chức năng mình, cái chức năng gan nó yếu đó, thì tôi nghĩ mình nên đi tới cái tiệm thuốc Tây đó, mình mua thuốc tàu hay là cái thuốc Tây gì đó để mình uống trợ chức năng gan, thì nó tốt hơn là mình uống cái thuốc nam. Cái thuốc nam thì nói gì, cái thuốc nam thì nó có cái nó có nhiều cái tính dược để mà hỗ trợ cho mình giải nhiệt gan rất là tốt. Nhưng mà để cho mình bồi dưỡng cái chức năng gan thì nó chưa bằng bên Tây y. Cái Tây y người ta xài cái tính dược cao hơn. Cho mình nói ví dụ cũng như nói là giống như thuốc nam với thuốc bắc vậy đi, rồi nói là vậy đi, không có gì, ví dụ vậy đó. À, đó thành ra mình thấy thì mình nên đi Tây y để nó có một cái tánh dược, cái thuốc tánh dược nó hỗ trợ cho mình tốt hơn. Còn nếu mà ở cái thuốc nam thì nó mát thì mình nên xài ở phòng đông y để nó giải nhiệt gan mình nó tốt hơn. Bởi vì không nhất thiết mình phải xài cái loại cao cấp. Đó. Dạ. Để hao tốn tiền phải không? Đó, vậy thôi, chứ nói gì. Nhưng mà nó giải nhiệt thì cái loại cao cấp đó nó bổ dưỡng thì nó tốt, chứ còn cái giải nhiệt thôi chưa bằng, nó chưa quay bằng. Lại cái nghề của chú thì chú cho con hỏi là cái bây giờ mình có là chỉ bệnh cho ai nữa không chú? À bây giờ thì tôi nhiều khi thì cũng còn chú, cũng có một số là mình người ta, mặc dù tôi nói tôi nghỉ nhưng mà cũng có một số người quen thì có khi thì họ cũng còn tới để bó, ví dụ bó bú rồi có u này nọ. Mà giờ tôi giờ ở đây thì tôi cũng không có thuốc hốt. Nhưng mà nếu mà muốn cần thuốc hốt thì tôi ra cái to. À, tôi ra cái to thì ở dưới này cách 400-500 mét nó có một cái phòng thuốc ở bên mấy cái chú Hòa Hảo đó. À, chú Đạo Hòa Hảo người ta có mần cái phòng thuốc từ thiện. Thì tôi ra cái phòng thuốc tôi xuống đó. Còn nếu mà mình xài cái loại thuốc tốt một chút nữa thì tôi ra cái to thuốc đi xuống với cây lậy. À, đi cây lậy thì có phòng thuốc của cây lậy đó. À, hốt rồi thuốc bắc rồi thuốc núi gì đó. Còn cái thuốc bó bình thường thì ở đây thì tôi cũng có thuốc, ví dụ nhiều khi không có thì tôi cũng điện nhờ mình mấy đứa quen rồi đó. Yeah. Em cháu rồi kiếm đó là một, còn rổ để ngoài đó, thuốc bó đó. Bó bú rồi bó gai này nọ kia như mình làm thì cũng có nhiều người bị bú mà không biết giúp chị giùm. Cục bú thì bây giờ nói chung thì mình cũng hơi nhỏ nhỏ thì chú ơi bự quá sợ mình mần nó kéo dài cái thời gian rồi lâu quá rồi người ta không có cái khả năng đi. Ví dụ như ở gần đây nè thì nó bằng cái nó bự bự giống như mình nói bằng con giò cái rồi này nọ đi ở gần người ta đi tới là chừng tháng người ta có thể đi được. Nhưng mà ở xa quá ai đi tới một tháng thì khi xa quá đâu tuốt thì sao đét ở xứ chú ở Đồng Thơ gì người ta đi nó đâu có ở đâu, ví dụ người ta ở đâu qua bữa hai bữa thì về thì chú thấy nguy hiểm. Bó bú mà nếu mình chịu bó đó là phải liên tục, nghĩa là 7 ngày 10 ngày, bởi vì đầu tiên mình bó đó 2-3 ngày đầu là nó tan cái màng bao. Đó giống như cục bông nó cái cục bó bú nhọt mà đó, chú thấy nó bể ở trong đó cái màng bao nó bể ở trong đó mủ máu. À, mình bó tan cái màng bao ở ngoài đi rồi bắt đầu nó rồi mấy ngày sau bắt đầu nó mới tới tan màng bao nó mới lầu cái cục bú trong đó, rồi mình mới bó cục bú nó teo lại, chứ không phải mà vậy mà được đâu, nó teo từ chú. Còn nó bự quá thì bằng ngón giò cái có thể nó kéo dài hơi lâu rồi người ta nản được nhỏ rồi mà người ta út rồi này nọ kia thì cũng đỡ được. Bây giờ thì mình về vậy đó, mình xa quá người ta không đi đâu. Ví dụ như có người nào mà muốn nhận chú làm sư phụ để cho chú truyền nghề, để chú có
có nhận đệ tử không? Tôi làm như tôi không có duyên làm thầy, với hồi đó với phòng thuốc cũng nhiều người học, mà cuối cùng là tôi chỉ dạy được có ba người à, trong mấy chục năm, từ 27 tuổi thì cho tới nay 70 tuổi rồi, tôi cũng có hai ba người đệ tử. Thì có cái cô đó bây giờ ở ngã ba chia tay trước đen, cũng giỏi, cũng bằng được lắm. Yeah. Rồi có một ông đệ tử thì dạy tính nó, rồi cái giao phòng thuốc cho nó, tôi về đây nè, rồi nó tính mình về để cho nó nối nghiệp, nó làm ai về năm trước năm sau, rồi nó nghe ông thầy nào dẫn phái đi tu, nó đi giờ đi tu rồi. Yeah. Bỏ đó, họ không có duyên. Yeah. Còn một đứa thì bây giờ tuốt ở ngoài Hà Nội đó, cũng bận vậy đó. Nhưng mà thiệt ra thì học trò bằng sao mà dỗi bằng thầy được, cái thời gian rồi nó cứ học mình cũng ngắn, nó đeo 5-7 năm vậy đó, đâu có học hết được. Thì mình mần thì vậy, mà cái nghề thuốc nó quan trọng, chứ tôi cũng kỹ lắm, chứ không phải tôi phái làm thầy, tôi cũng không có phái làm thầy. Yeah. Mình thấy những người nào có khiếu mới được, chứ nhiều thấy nhiều ông lóc chóc rồi lại học, và tôi chỉ mà điều mình cũng nói khéo. Vậy đó. Yeah. Rồi thôi cũng cảm ơn chú đã chia sẻ, cũng như là chú đã chia sẻ những cái bài thuốc, cũng như là những cái đón trước được cho các con nghe, để các con ngừa trước được. Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú hai. Rồi, bố Phật. Chú sức khỏe chú hai.